Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em tên Thảo, thì đến cái lớp học này cũng tình cờ, tại vì bản thân thì mình cũng khỏe và mình cũng muốn tìm hiểu phương pháp để ở nhà cũng có người già bị bệnh á. Nhưng mà thật sự thì đến lớp này thì rất là ngỡ ngàng về phương pháp của nó. Thứ nhất là ngay vào bữa đầu tiên mà học những cái bài về gan rồi về cái y mao mạch á, là mình cảm thấy cái kiến thức nó thật sự là nó rất là bất ngờ về kiến thức. Tại vì kiến thức nó rất là cái đó là hồi xưa thì mình cũng có biết chút đỉnh, nhưng mà cái thể hiện kiến thức của nó rất là sâu, nhưng mà lại thực hành ra và để giải quyết những cái vấn đề mà khó khăn nhất hiện nay, những cái căn bệnh khó khăn nhất, thì mình thấy lại quá là đơn giản. Và cái cách mà giảng bài một cái số lượng lớn những cái vấn đề lớn của mọi người, nhưng mà chỉ có giải quyết một cách rất là nhanh chóng, gọn gàng, vài thao tác thực hành, thì thật sự là rất là ngỡ ngàng phương pháp. Và sau đó thì khi đó về đọc thêm sách nữa thì rất là ngưỡng mộ và cụ Huỳnh Thị Lịch và thầy Dương Văn Châu. Và thật sự là bản thân mình thật sự rất là mong muốn là những cái người mà mình quen biết, những người thân của mình đều được học qua cái lớp này, để mà họ có thể tự chữa bệnh và tự giúp đỡ bản thân mình cũng như những người xung quanh. Cảm ơn thầy cô cũng như bà rất là nhiều, giúp đỡ rất là nhiều trong. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.